Thưa quý vị, phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng và phát triển kinh tế gia đình, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và phát triển nhiều mô hình sản xuất tập thể, góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên. Trong quá trình sản xuất, các hội viên luôn nhận được sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ quan tâm, giúp đỡ bằng nhiều hình thức, nhất là hỗ trợ vốn kịp thời, giúp các hội viên có điều kiện mở rộng sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình. Tổ hợp tác Đăng Lục Bình ở ấp Dàm, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân được thành lập vào đầu năm 2022 với 30 thành viên, chủ yếu là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên tại địa phương là cây lục bình dọc theo tuyến sông Cái, qua đôi bàn tay khéo léo sự sáng tạo của chị em phụ nữ đã cho ra đời những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh tế. Tuy công việc này cho thu nhập không cao như một số ngành nghề khác, nhưng phần nào đã giúp gia đình các chị có thêm thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, do nguồn vốn còn hạn chế, nên công việc của các thành viên trong tổ đôi lúc bị gián đoạn do thiếu nguyên liệu. Mấy năm nay thì nào ngay nguồn vốn không có tiếp cận được cái nguồn vốn, rồi thành ra một số chị em thì tự tìm ra nguyên liệu, còn một số thì không có, thành ra cũng hơi chật vật chút. Để chia sẻ những khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tạo điều kiện cho tổ hợp tác mở rộng sản xuất kinh doanh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã vận động công ty tài chính hỗ trợ tổ hợp tác 80 triệu đồng. Qua đây không chỉ tạo điều kiện cho chị em có thể dự trữ nguyên liệu mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, mà còn tạo động lực để chị em cùng với nhau tiếp tục phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Bây giờ thì được tiếp cận cái nguồn vốn này chị cũng rất mừng, rất vui. Rồi chị em ở đây cũng phấn khởi luôn. Mày miễn cô mà được vay đó hả, thì mình chặt lục bình nhà mình đương nó là nó có lời nhiều. Có cái thời gian nước mặn đó là không có lục bình đương, có được cái nguồn vốn đó, là tôi mua tôi dựa lại rồi mình ấy tới đâu mình đương tới đó. Rồi thí dụ như cái lúc mà lục bình mà nước mặn đó, thì mình có lục bình mình đương. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tăng cường triển khai nhiều giải pháp, tập trung phát triển, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý điều hành, thông qua các hoạt động hỗ trợ cho vay vốn, nhân rộng những mô hình hiệu quả phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Hội cũng chỉ đạo các cấp hội, đặc biệt ở địa phương, làm sao hỗ trợ cho chị em cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trong cái thời gian tới để làm sao làm có cái hiệu quả trong thực hiện cái mô hình này. Có thể nói các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ đã và đang tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các hội viên, khơi dậy sự sáng tạo trong lao động sản xuất của chị em phụ nữ, giúp các chị vươn lên ổn định cuộc sống. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tiếp tục tranh thủ nguồn lực từ nhiều chương trình dự án để đồng hành tiếp sức hỗ trợ hội viên, giúp chị em có điều kiện vươn lên, giảm nghèo nhanh, bền vững.